Xin chào các bác nhé. Chào các bác đã quay trở lại kênh của em. Cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video. Thì video ngày hôm nay em có mấy cái bình giữ nhiệt nhé. Bình này đúng ra là bình giữ nóng. Bây giờ em chuyển qua là giữ lạnh, tại vì là nó có một số cái nỗi, một nỗi ở cái vòi. Đấy, tại vì nóng trong ngày nó giữ rất là tốt nên nó hư cái vòi đó. Nên giờ em sẽ quay qua nó sẽ sử dụng cho cái mục đích là giữ lạnh. Đầu tiên con này, đây là ngoại hình của nó. Này, em giữ từ 10 giờ đêm hôm qua. Đây này, đấy, các bạn nhìn thấy không? Chỗ này nó nứt này, nóng quá, không chịu nổi nhựa, được nhiệt độ cao trong đó. Thì lâu ngày không phải không chịu được, còn lâu ngày quá nó bị, đây, đá nó giữ kìa, các bạn thấy không? Đấy. Còn đá còn gần như là nguyên đá nhé. Bây giờ là giữ lạnh, mà con này được cái là miệng nó rất là to, thì loại cái là đá to táng vào cũng được. Còn mấy cái bình kia thì đá nó nhỏ, tại vì mục em sử dụng của nó là bơm hơi như này các bạn nhé. Tại vì trong này không có nước nữa thì tất nhiên là không thể nào lên được nước rồi, tại vì nó là đá thôi. Bình này giá 280 các bác nhé. Đây là bình số 2. Đấy. Bình sản xuất tại China hết các bác nhé. Này, nó cũng bị giống cái vừa rồi. Đây, đá của nó đây. Thì bác 8 tiếng như vậy là giữ như vậy là ok rồi bác nhé. Đấy, nên là một ngày bác đi làm 8 tiếng mà đá vẫn còn được như vậy là quá ok rồi. Thì nó cũng giữ không khác gì hôm mấy con vừa rồi em bán đâu. Đấy, thì nó bị cái vòi đó, cái vòi mà nó bị nứt nứt đấy do nước nóng. Bây giờ bác về bác chỉ cần nhỏ thêm một tí keo vào thôi để cho nó không bị nứt thêm. Còn nếu nó bác dùng nước lạnh thì thực sự một câu thì không biết đến bao giờ mới hư được. Đấy. Thì con này nó có nó sẽ cồng kềnh hơn cái con kia, mà dung tích nó cũng như dung tích con này là 3 lít đấy bác ạ. Con này dung tích nó là 3 lít. Đấy. Đúng không? Con này mấy con này dung tích 3 lít là rất là lợi thế. Con vừa rồi nó chỉ được có 1 lít 2 thôi. Nhưng mà con này đúng ra nó là giữ nóng, nhưng bây giờ mình đã chuyển qua là nó làm lạnh. Này giữ lạnh. Đấy. Là đổi chức năng của nó. Đấy. Bơm của nó thì rất là mạnh rồi. Đấy. 3 lít nhé, bác lưu ý cho em nó là giữ 3 lít. Thì cái này bác để một chỗ. Là bác nào muốn uống nhiều nước ấy, muốn mang nhiều nước đi ấy, thì bình này thì thích hợp bác nhé. Rồi bình này số 2. Nó bị như vậy 280 ngàn, chưa bao gồm viễn chuyển nhé bác thông cảm. Đấy, có khóa nước ở đây, tại vì nó dùng như nước nóng nên nó phải khóa lại, nhưng mà hiện tại thì bây giờ là nó sẽ dùng cho lạnh. Đấy. Lạnh thì nó thật thì không biết đến bao giờ thì mới hư được cái vòi của nó. Con này là bình 2 lít 2. Đấy. Này, đá bác thấy không, đá còn nguyên xi, những cục đá hôm qua bỏ vào đá tủ lạnh. Đấy. Con này bình nó còn sạch sẽ, còn đẹp. Thì cái vòi nó không có vấn đề gì, con này là sử dụng bình thường. Bác muốn giữ nóng thì giữ nóng, mà muốn giữ lạnh thì là giữ lạnh. Đấy. Nhưng mà một nóng là nóng luôn, hai là lạnh lạnh luôn.
chứ không phải là hôm nay nóng mai lạnh, hôm nay nóng mai lạnh. Con này dung tích là 2 lít 2 nhá. Được cái là cái miệng rất là to. Thì theo như em thì bác có thể chơi đá vào đây được. Đó. Thay vì mua cái bình này để một chỗ thì có thể xách cái bình này. Đấy. Đấy, bình này nó để rất là nhiều, dung tích là 2 lít 2. Còn những cái mấy bình giữ nhiệt nhỏ nhỏ kia thì nó chỉ là 1 lít 2, cao nó là 1 lít rưỡi. Đấy. Thì tùy các bác thôi, bác thích cái nào thì bác lấy cái đó. Cái dòng này nó bơm 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 tay lên. Đấy, tại vì nó dùng cho bơm nóng, bây giờ nó sẽ dùng cho bơm lạnh. Thì nó thật, nếu mà bơm lạnh, chuyên bơm lạnh thì cái con này thì chả biết đến đời nào nó mới hư được đâu. Tại vì là lạnh thì nó không hư được cái vòi này. Nóng nóng thì nó mới có thể hư được cái vòi nhựa này thôi. Đấy. Chuyên lạnh thì chả bao giờ hư được cả. Thì mua một con này thì mắc xài đến đời nào mới hư. Nó không có nước thì nó không ra được bác nhé, bác không cảm. Có nước cái nó ra nước ngay, đảm bảo là phải bơm nước và hoạt động bình thường. Con này không có lỗi lầm gì nhá, mà số 3 này. Số 3. 450 rồi. Đấy, tại vì mình chơi kiểu sai mục đích mà, nhưng mà vẫn dùng ok bác nhá. Đấy, tận dụng. Đây, con này là giữ nóng này. Này là giữ nóng bác nhé, thì bác giữ lạnh cũng được thôi đấy, nhưng mà một là nóng nóng, hai là lạnh lạnh. Đấy, các bác thấy nước bay hơi rồi đấy. Cái bỏ nó cũng từ từ đấy, nước sôi nhá, nước sôi, nước thì rất nóng nhá, lưu ý nước nóng sử dụng trẻ em thì cẩn thận, khóa an toàn đấy. Đấy, các bác thấy không? Nước này nó là bình thủy đấy, mình giữ nhiệt nóng đấy. Đây này còn rất mới nhá. Đấy. Con này không có vấn đề gì đâu bác nhá, còn mới tinh luôn đấy. Đấy, bơm lên thì con này thì đời về sau nó thiết kế thì mỗi cái nó có một mỗi khác nhau. Thì con này có ưu điểm là nó bằng cách nhiệt trên không, nếu mà nó có rớt xuống thì cũng không thể vỡ được. Đấy, thì bên trong nó cũng làm bằng kim loại. Đấy, các bác nhìn thấy rồi nên là nó không thể vỡ được đâu. Đấy. Còn bên ngoài thì chẳng hạn như rớt mạnh quá thì học va ở đâu đó thì méo. Đấy. Nhưng không sao, nhưng còn bình thủy kia thì nó sẽ vỡ. Thì mỗi cái nó có một ưu điểm riêng của nó, thì bạn thích cái nào thì lấy cái đó thôi. Rồi, cái này là bình dung tích là 3 lít các bác nhá. 3 lít. À, cái bình nhân trắng này em lấy 400 ngàn thôi bác nhá. Rồi, bình nhân trắng kia 400 ngàn thôi. Rồi, cái bình này là bình số 4. Đó, 470 ngàn. 3 lít nhé. Bác muốn giữ nóng thì giữ nóng, muốn giữ lạnh thì lạnh tùy các bác. Rồi xin chào các bác nhé, cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video. Đó. Những cái bình nhỏ nhỏ, hai cái bình này thì em nói bác nếu mà giá tiền như vậy giữ đá thì tuyệt vời nhé, dung tích quá lớn luôn, 3 lít. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác.